Thưa quý vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Việt Nam đã lo ngại về đập thủy điện Park Lay của Lào. Việt Nam hiện đang nêu lên quan ngại về dự án đập thủy điện Park Lay của Lào trên sông Mekong tại hội thảo tham vấn giữa Ủy ban sông Mekong Việt Nam cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chính phủ Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức vào ngày 18 tháng 9 tại Sài Gòn. Các đại biểu tham dự đồng ý rằng vùng hạ nguồn sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam vốn bị ảnh hưởng bởi các con đập Non Sahong, Phạp Beng của Lào cũng như các đập tại Trung Cộng. Nay thêm đập Bác Lao thì ảnh hưởng sẽ ngày một trầm trọng hơn. Đập Bác Lay là đập thứ tư trên dòng chính của sông Mekong được Lào xây dựng và con đập này được thực hiện bởi nguồn vốn của các công ty Trung Cộng. Theo kế hoạch, Lào sẽ cho khởi công dự án đập Park Lay vào năm 2022 và được hoạt động vào năm 2029. Vào ngày 17 tháng 9, mạng lưới sông ngòi Việt Nam cùng các thành viên của tổ chức này ra thông cáo tẩy chay tham vấn dự án thủy điện Park Lay tại Lào. Theo dự kiến, hoạt động này sẽ được tiến vào hành vào ngày 20 và 21 tháng 9 sắp tới đây. Thưa quý vị, tàu ngầm Nhật Bản cập cảng Cam Ranh là đầu tiên. Tàu ngầm Kuroshio thuộc lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản vào sáng ngày 17 tháng 9 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam cho đến ngày 21 tháng 9 sau khi tham gia tập trận ở Biển Đông. Tàu ngầm huấn luyện Kuroshio do Đại tá Ueta Chachusteru làm trưởng đoàn lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm được thực hiện nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản với mục tiêu được cho biết nhằm triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Nhật. Trong chuyến thăm lần này, các thủy thủ đoàn Nhật Bản sẽ có hoạt động giao lưu thể thao và trao đổi chuyên môn với Hải quân Việt Nam. Cũng vào sáng ngày 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tàu ngầm Kuroshio của lực lượng phòng vệ Hải quân Nhật Bản đã tham gia vào cuộc tập trận hải quân trên Biển Đông trước khi cập cảng Cam Ranh, Việt Nam. Theo AFP, tàu ngầm Kuroshio đã tham gia cuộc tập trận hải quân cùng với các chiến hạm, trong đó có hàng không mẫu hạm Kega vào hôm 13 tháng 9. Công bố sai phạm cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Thanh tra Chính phủ Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày 17 tháng 9 đã công bố kết luận thanh tra toàn diện quá trình cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Quy Nhơn. Kết luận thanh tra cho biết việc cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn không được thực hiện đúng theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Việc Bộ Giao thông Vận tải cho phép Vinalines chuyển nhượng hơn 75% cổ phần thuộc sở hữu nhà nước theo phương thức thỏa thuận trực tiếp là trái với quy định của pháp luật. Và ngoài ra còn có một loạt các quá trình được các cơ quan không đúng chức năng thực hiện. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm xét xử những cá nhân vi phạm trong vụ việc này, bao gồm các cơ quan thuộc Bộ và cả các cá nhân thuộc Vinalines. Và chuyển sang phần tin người Việt hải ngoại. Thưa quý vị, buổi bàn giao chức vụ Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington, DC, Maryland và Virginia. Buổi bàn giao chức vụ Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thượng Đốn cho tân Chủ tịch Lý Thanh Phi Bảo đã được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy 15 tháng 9 tại trụ sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thượng Đốn, thành phố Fort George, Virginia. Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm. Kế đến, ông Lưu Đức Tờ, điều hợp chương trình, cảm ơn mọi người đã tới chứng kiến buổi bàn giao chức Chủ tịch từ nhiệm kỳ 2016-2018. Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Đặng, thủ quỹ báo cáo tài chính và những vật dụng hiện có của cộng đồng tới ông tân chủ tịch. Sau đó, ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng nhiệm kỳ 2016-2018, đã bàn giao lại con dấu và những giấy tờ quan trọng của cộng đồng tới tân chủ tịch. Buổi bàn giao kết thúc vào lúc 2 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết tỷ phú công nghệ Elon Musk công bố dự án nghệ thuật ngoài vũ trụ. Vào ngày 17 tháng 9, Elon Musk và công ty SpaceX của ông đã công bố dự án nghệ thuật đầu tiên ngoài vũ trụ có tên #DearMoon. Và theo đó, Yusaku Mizawa, một tỷ phú và nhà bán lẻ quần áo trực tuyến lớn nhất của Nhật Bản, sẽ là người đầu tiên dẫn dắt dự án này. Cụ thể thì Mizawa sẽ du hành vòng quanh mặt trăng trên con tàu Big Falcon Rocket cùng với các nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau như họa sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn phim, nhà thiết kế thời trang để họ sáng tác nghệ thuật ở không gian ngoài vũ trụ. Theo như tờ The Verge, chuyến đi của Mizawa dự kiến khởi hành sớm nhất vào năm 2023. Tỷ phú Musk không tiết lộ số tiền mà Mizawa phải trả cho chuyến đi, nhưng ông tuyên bố sẽ miễn phí cho các nghệ sĩ đi cùng doanh nhân xứ sở mặt trời mọc này. Thưa quý vị, Captain Marvel ra mắt trailer đầu tiên. Bom tấn siêu anh hùng thứ 21 thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu trình làng phim riêng về một nữ siêu anh hùng sau hơn 10 năm tồn tại. Chuyện phim Captain Marvel lấy bối cảnh thập niên 90 với câu chuyện về nữ phi công Carol Danvers do Brie Larson đóng.
trailer đầu tiên của bộ bom tấn này cho thấy bộ phim sẽ mở đầu khi cô đã trở thành siêu anh hùng, bị mất trí về thời thơ ấu và quên thời gian còn ở trái đất. Trailer của Captain Marvel sẽ giới thiệu cho khán giả bối cảnh thời gian của bộ phim, cũng như cho thấy lời quảng cáo cho rằng nữ anh hùng là nhân vật có thể sánh ngang với Superman là hoàn toàn có căn cứ. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 8 tháng 3 năm sau. Big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up till I met you today. So you're not from around here. It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. Idea of what threats are out there. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. Quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức news sáng nay trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.